Thưa quý vị, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là thời điểm tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp. Vì vậy, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng đã mở các phiên giao dịch việc làm để hỗ trợ người lao động tìm kiếm công việc phù hợp. Sau khi về hưu, ông Nguyễn Xuân Đới tìm đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng với mong muốn tìm kiếm việc làm phù hợp. Sau khi đăng ký thông tin, ông đã được giới thiệu công việc mới cho mình. Thì đến đây thì thấy rất nhiều công ty đang tuyển dụng và cũng có một số cái công việc là cũng có phù hợp với tôi. Ví dụ như là tuyển dụng về lái xe, rồi là bảo vệ khách sạn hay là tòa nhà đó. Thì so với cái tuổi của tôi thì nó cũng cơ bản nó phù hợp. Và các nhân viên của các công ty thì cũng rất là nhiệt tình và ân cần, nhân nở. Không chỉ riêng với ông Đới, nhiều người đến đây cũng đã tìm cho mình được công việc phù hợp. Dạ, theo em được tìm hiểu thông tin ở trên mạng nên là em đã tìm hiểu qua và em đã tiến hành quyết định là ghé đến trung tâm để xin được tư vấn. Một sinh viên mới ra trường thì em mong muốn hôm nay đến với phiên giao dịch việc làm để tìm được một công việc phù hợp với chuyên ngành đại học. Em cảm thấy được các anh chị tư vấn rất là nhiệt tình và có một số vị trí phù hợp đối với cái chuyên ngành mà em đã tìm như là nhân viên cơ điện và nhân viên bảo trì ở điện. Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng hiện đang tổ chức các phiên giao dịch việc làm đầu năm 2023 với sự tham gia của 82 doanh nghiệp, tuyển dụng gần 5.000 vị trí việc làm. Trong đó, lao động phổ thông gần 2.400 vị trí, còn lại là yêu cầu lao động có trình độ từ sơ cấp đến đại học. Đây là Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội, là một địa chỉ uy tín và kết nối cùng cả lao động. Thì hàng năm thì trung tâm cũng đã giới thiệu giải quyết việc làm cũng gần tới khoảng 7.000 người, khoảng vị trí. Thì ai có đăng ký có nhu cầu tìm việc thì cứ thứ sáu hàng tuần đến 3 địa điểm của trung tâm. Thời gian đến, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố đẩy mạnh quảng bá việc làm trên các trang thông tin truyền thông đại chúng, tổ chức chương trình tiếp sức người lao động kết nối với các tỉnh miền Trung Tây Nguyên để hỗ trợ người tìm việc đến thành phố. Ngoài ra sẽ phối hợp với các quận huyện tổ chức các hội nghị chuyên đề để doanh nghiệp và người lao động gặp gỡ, trao đổi, giải quyết nhu cầu lao động. Song song với hoạt động này, để tăng cường kết nối cung cầu lao động, trong năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức hàng loạt sàn giao dịch việc làm dành cho người lao động. Thông qua các sàn giao dịch việc làm, người lao động có thêm sự lựa chọn cho công việc, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tìm được ứng viên phù hợp trong những ngày đầu năm.